student. I'm very glad to be here to introduce our new lesson today. Welcome. Our new lesson today includes reading, speaking and listening, communication and culture of Unit 8, new ways to learn. You can use your textbook from page 29 to 33 to observe your lessons. Về bài học, mục tiêu bài học chúng ta là các em sẽ hiểu về một số từ thành ngữ liên quan tới các cái công cụ, các thiết bị điện tử. Và chúng ta hãy bắt đầu với cái bài học đầu tiên ngày hôm nay, đó là bài Reading Digital English. Trước khi bắt đầu bài học thì thầy muốn các em quan sát những cái vật dụng trên màn ảnh. Về với cái vật dụng này thì là quen thuộc với các em có thể gợi ý được một cái từ nào bắt đầu với cái I và D. Gồm hai từ bắt đầu cái I và D. Đó là sẽ là electronic device. Có nghĩa là gì nè mấy em? Các thiết bị điện tử. Các thiết bị điện tử. Vậy thì với các thiết bị điện tử này thì các em nhìn thấy, quan sát các bức tranh trong cái lớp học nha. Trả lời câu hỏi: What are the students doing? Yes. They are studying with electronic devices. À, vì các em học sinh này đang học bằng các thiết bị điện tử. Vì việc học với điện tử để làm gì? Học như thế nào? Thì chúng ta quan sát cái bài đọc ở trang 29 của em. Thì trong quá trình đọc, các em đọc thì chú ý thầy ra những cái từ mà thầy in đậm đẹp chân. Media player. Thì đó là những từ này. Thì nó có nghĩa là gì? Sau khi tìm hiểu nghĩa của những từ đó thì các em coi những từ này nó có nghĩa bằng tiếng Anh là gì, và chúng ta sẽ kết hợp lại với bài thứ nhất. Activity 1: Match each of the words of Racy with its meaning. Chúng ta sẽ kết hợp từ và nghĩa của từ. Quan sát những từ này, những từ này ta đã học qua rồi hết rồi ha. Kiểm tra các đáp án của mình. Number 1 là C, 2 là D, 3 A, 4 E, F, number 5 là F, number 6 là B. Now, number 1 instruction, detailed information on how to use, how to do or use something. Instruction có nghĩa là hướng dẫn và một detail information, một cái thông tin chi tiết về làm cách nào để làm hay là sử dụng một cái gì đó. 2. Effective, có hiệu quả. Producing a successful result, tạo ra được một kết quả thành công. 3. Voice recognition, nhận dạng giọng nói. The ability of a device or program to understand a human voice, một cái khả năng của một thiết bị, một chương trình nào đó hiểu giọng nói con người. Number 4, portable, dễ mang đi. Easy to carry or to move, dễ dàng mang đi, di chuyển đi. Media player, công cụ chơi nhạc, một thiết bị mà có thể chứa và phát âm thanh và hình ảnh. Applications, ứng dụng. F, chúng ta gọi tắt là F. A software program designed to do a particular job, một cái chương trình phần mềm được thiết kế để thực hiện một công việc đặc biệt nào đó, được gọi là ứng dụng. Thì đây là những năm sáu từ chúng ta cần quan tâm tên từ đặc biệt. Now, listen and repeat after me. Application. Application. Voice recognition. Voice recognition. Instruction. Instruction.
Portable. Effective. Media player. Như vậy thì với những từ này sẽ giúp các em đọc bài dễ hiểu hơn và các em làm nhanh bài tập thứ hai, activity 2. Quickly read the text, see the best title for it. Các em đọc bài nhanh và chọn cho thầy cái tiêu đề hay nhất dành cho bài này là gì. Chúng ta quan sát cái bài giảng của mình. Đây là bài đọc hồi nãy chúng ta đọc qua rồi, đang cuối rồi, đúng không? Gì? Sau khi đọc nhanh một lần thì chúng ta sẽ quan sát các cái tiêu đề người ta gợi ý cho mình. Hay Advanced Electronic Devices, các thiết bị điện tử tiên tiến. New ways to learn English, cách học tiếng Anh mới. C, Software Programs, các chương trình phần mềm. Như vậy, sau khi đọc bài chúng ta hãy chọn cho thầy cái tiêu đề tốt nhất dành cho nó là gì. Như thầy có bài này, chúng ta chú ý cho thầy các cụm từ mà thầy ở dưới. Ở đây là những cái từ mà chúng ta để cho chúng ta có thể hiểu được cái tiêu đề hay nhất cho đoạn văn đó là gì. Để sau khi đọc bài thì chúng ta sẽ thấy tiêu đề hay nhất cho đoạn văn là sẽ là B, new ways to learn English. Đấy, vì diễn chứng ở đâu nè, hồi nãy này có gạch dưới rồi đó. Ở đoạn đầu tiên với cụm từ là very useful for learning English, đúng không nè? Và ở đoạn cuối open new ways to learn, về cách học mới, và trong cụ thể đây là cách học tiếng Anh mới. Với phần bài đọc vừa rồi thì các em đọc lại một lần nữa và trả lời các câu hỏi sau đây. Read the text again and answer the questions. Number one, how convenient are digital lessons? Number two, what can you do with speaking electronic dictionaries? Number three, how can software help improve your pronunciation? Number four, how can English learner use mobile devices as recorders or cameras? Number five, why do you need to choose a device that suits your learning style? Đây, vì chúng ta có thể tập tìm hiểu những cái thông tin chi tiết trong bài văn để trả lời cho các câu hỏi này với cái phần gợi ý, những từ khóa và thầy gạch chân. Thì sau khi làm bài thì chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi ở dưới dạng trắc nghiệm mà thầy thiết kế sau đây. Number one, how to begin a digital lessons? Thì thầy đã gửi 4 đáp án. So sánh với câu trả lời của các em thì chúng ta chọn để cho thầy A, B, C hay là D. A, we can study anywhere. B, we can download them in mobile. C, we can download them in mobile devices and study anywhere. D, it can be downloaded freely. Vậy thì cái câu trả lời sẽ là C. Với dạy chứng ở đoạn thứ 2, từ 1 tới 4. Download free digital lesson. Put them in your media player. Then you can listen, study anywhere. Number two, speaking electronic dictionary allow you to A, see words on the screen. B, hear them spoken. C, have tests, exercises, and games. D, see words on the screen and hear them spoken. Và đáp án là câu D. Technology allows the use of speaking electronic dictionary. You can see words on screen and hear them spoken. Đây là dẫn chứng trong bài.
Number three, software has improved the pronunciation because we can choose A, to practice with native English speakers of different nations and genders. B, to listen to native speakers. C, to record English films. D, to listen to his songs. Vậy đáp án sẽ là A. Đây, thì ra trong bài ở đoạn nhân thứ 3 có điểm chính. Number 4, which of the following statements is not true? Cái câu nào sau đây là câu không đúng? Hồi nãy thì cái câu lúc trước thì câu hỏi thầy đã đưa ra rồi và các em đã chọn được câu trả lời đúng. Vì so sánh lại để các em tìm được câu không đúng từ trong đoạn văn. Mobile devices can work as recorder or cameras because they can A. Record realize English speech. B. Have improved the pronunciation. C. Record English language stream from TV or internet. D. Record lessons song. So, giả sử B and the cues from part 4. They can be used to record real life English speech, lessons, songs, or English language stream from television or the internet. Dịch tất cả thông tin là từ A, C và D thì có hết, chỉ có câu D, D là câu không có, không đúng. Number 5, you need to choose a device that suits your learning style because it better suits your learning style là nằm trong câu hỏi thứ 5 đúng không? Thì câu trả lời thì đã gợi ý rồi, chỉ còn lại thiếu một phần. A, easier and faster. B, more effective. C, more effective and enjoyable. D, A and C are correct. Với các cái lựa chọn này thì chúng ta chọn được đáp án là câu D, A and C. Easier and faster, more effective and more enjoyable. Trong đoạn cuối cùng. Như vậy thì với bài văn vừa đọc xong thì theo các em lợi ích của việc học với cái thiết bị điện tử là rất là tốt đúng không? Đặc biệt trong việc học tiếng Anh. Vì với những thiết bị này các em sẽ chọn thiết bị nào để học tiếng Anh nè? Vậy các em hãy làm cho thầy một cái sơ đồ tư duy mind map, map of mind map showing the benefits of your device in learning. Vì các em thôi trong cái việc học tiếng Anh của em với cái thuận lợi, cái lợi ích gì khi mà sử dụng các cái thiết bị nghệ. Giờ các em thực hiện một cái sơ đồ tư duy đây cho thầy, sau đó các em chụp hình lại gửi qua cho thầy cô. Và phần này cũng kết thúc bài học đầu tiên chúng ta, bài reading. Chúng ta đến với bài thứ hai, bài speaking. Ở bài này thì chúng ta sẽ học cách để biểu đạt ý kiến của mình, đồng ý hoặc là không đồng ý. Vậy trước tiên thì chúng ta chú ý phần thứ nhất, task 1. Look at some arguments in favor of using electronic devices in learning. Match arguments 1 to 4 with explanation A to D. Thế ở bài này, phần từ câu 1 tới câu 4 là những cái ý tranh luận, và từ câu A tới câu D là những cái câu giải thích cho ý tranh luận đó. Thì các em sẽ kết hợp lại sao cho nó phù hợp. Chúng ta đọc qua một lần ha. Electronic or electronic devices make my school life much easier and more enjoyable. Electronics make learning and teaching faster, easier and better. Students can relax during break time by listening to music, texting, chatting, or playing games on their smartphones. Electronic make students backpack lighter. Backpack có nghĩa là gì? Cái backpack có nghĩa là cái ba lô. A. Student can replace the white paper and textbook
with a tablet that has not an assignment and allow access online textbooks. Number B, electronic devices help students look up information, take notes, write papers, and submit them to teacher. They allow teacher to repair lesson and grade papers. C, survey show that 90% of people that listen to music before working on essay on projects have better results. D, I dislike homework, but I have fun when I do it on a tablet. My handwriting is horrible, so typing makes it easier for me and my teacher because I can change anything. My teacher can read what is written. Come to the answer. Number one and D, right? Number two and B, three and C, number four and A. Chúng ta chú ý một số cái từ nó có liên quan với nhau, ví dụ như là make my school life easier, enjoyable, have fun, đúng không? Thú vị hơn, đi học vui hơn. Make learning and teaching faster, easier, better. Các cái thiết bị điện tử giúp việc học và việc dạy nhanh hơn, dễ hơn và tốt hơn. Ví dụ như là gì nè, tra cứu thông tin nè, look up information, take notes, ghi chú, submit nộp bài cho giáo viên. They allow teachers to repair lesson and grade paper. Cũng cho phép giáo viên chuẩn bị bài và đánh giá cái bài kiểm tra của học sinh. Number three, relax during break time by listening to music. Relax, các em quen thuộc thế là giải trí trong giờ nghỉ giờ lao bằng cách nghe nhạc. 90% of people that listen to music before working on essay have better results. Đúng không? 90% người cho rằng họ nghe nhạc trước khi làm một bài essay, một bài luận hoặc là một bài dự án nào đó thì sẽ có kết quả tốt hơn. Và cuối cùng, Mexican pack back lighter, làm cho cái ba lô đi học học sinh nó nhẹ hơn. Vì bởi vì thay thế cân nặng giấy tờ và sách vở bằng một cái tablet, bằng một cái máy tính bảng. Vì để bày tỏ những ý kiến tranh luận này của mình nè, thì các em sẽ sử dụng những cái từ để thể hiện sự ý kiến của mình bằng cách sử dụng các từ sau đây: we think or believe. We think, we believe something. Chúng ta thôi, em nghĩ rằng, hay chúng tôi nghĩ rằng, chúng tôi tin rằng cái điều gì đó. Hoặc là in my opinion, for me, theo ý kiến của tôi, đối với tôi là personally, ý kiến cá nhân của tôi là thế. Ví dụ in my opinion, we can use electronic device to look up information. Theo ý kiến của tôi, chúng tôi sẽ sử dụng các thiết bị điện tử để tra cứu thông tin. Về sử dụng những cái cụm từ này để hoàn thành một cái câu đầy đủ với những cái gợi ý sau: What can you use electronic devices? Em có thể làm gì với các cái thiết bị điện tử? Đây là những gợi ý mà thầy gợi ý cho em: Typing everything easier, make learning and teaching faster, easier, better. Take notes, write papers. Relax during break time by listening to music, texting, chatting, or playing game on their smartphones. Again, tự đặt những cái câu hoàn chỉnh sử dụng các cụm từ mà thầy đã để ý bên trên. Để ví dụ, trong một đoạn đối thoại nào đó mà bạn B có nói là I think, hoặc là for me, hoặc là in my opinion, electronic or electronic device make my school life much easier, more enjoyable, right? Cái câu này hồi nãy ta đã sử dụng lại đó, đúng không? Và thêm được cụm từ in my opinion, I think, for me. Giờ bài nói này thì các em vận dụng cái cách
để đạt ý nghĩa. Và chúng ta có thể đồng ý hoặc không đồng ý bằng cách biểu lực từ như là exactly, absolutely. Và chúng ta tiếp tục với bài học thứ 3, bài listening. Ở bài này thì với chủ đề là triple E at your fingertips. Vậy trước tiên thầy muốn các em học một số từ vựng trước khi nghe. Đây là những từ quan trọng. Now listen and repeat after me. Disappointed. Disappointed. Get tired of. Get tired of. Mệt mỏi vì. But we fingertip. Fingertip. Đầu ngón tay. For. Take advantage of. Take advantage of. Tận dụng cái gì? Number 5. Search engine button. Search engine button. Công cụ tìm kiếm. Number 6. Effective. Hay là efficient. Có hiệu quả. Đây là những tính từ. Number 7. To explain. Giải thích. Explanation. Lời giải thích. Explanation là danh từ. And the last one, improve, cải thiện, nâng cao. Now again, listen and repeat. Disappointed. Get tired of. Fingertip. Take advantage of. Search engine button. Effective. Efficient. Explain. Explanation. Improve. Với những từ này thì xin các em dễ hiểu, dễ nghe hơn về cái bài nghe sắp tới của mình. Bài nghe sắp tới của mình sẽ nói về chủ đề là triple E at your fingertip. Now let's move to the next activity. Listen to the teacher giving instruction on how to use online English language material. Decide if the statement are true or false. Ở bài này thì chúng ta sẽ lắng nghe và chọn cái câu true form. Thì trước khi nghe thì các em chú ý cho thầy những cái từ khóa hoặc là những cái câu, đọc qua những câu này để các em dự đoán trước coi câu này là câu true hoặc là false. Sau đó chúng ta bắt đầu nghe. Unit 8, page 31. Skills. Activity 2. Listen to a teacher giving instructions on how to use online English language materials. Decide if the statements are true or false. Well, I guess sometimes you may feel disappointed by your bad grades and get tired of things like books, blackboards, cassettes, and CD players. No worries. I'll show you how to learn English easily and effectively just with your fingertips. Have you heard of triple E? It means easy, effective English. How can learning English be easy but effective? The secret is so simple. Use electronic devices to access and take advantage of online English language materials. There are many good websites on the internet. All you need to do is type some keywords and click on the search engine button. Instantly, you see hundreds of web pages on the screen and open the ones you like. Many sites offer exciting lessons, activities, and quizzes for English learners of all ages and levels. There are pictures, games, and explanations, which are useful for learning vocabulary and grammar. Do you want to improve your listening, speaking, and pronunciation? Practice online with native speakers. Choose the sites where you can record your own voice and listen to yourself. Everything is so fast and convenient. Just one click away.
Obviously, technology has made learning English easy and efficient and increased your chance of success. Now, let's check the answer. Number one. Well, I guess sometimes you may feel disappointed by your bad grades and get tired of things like books. So, number one is phones. Now why? We don't have the word never here. No. Number two. Oops. Have you heard of triple E? It means easy, effective English. Yes, this is true. And number three. All you need to do is type some keywords and click on the search engine button. Instantly, you see hundreds of web pages on the screen and open the ones you like. So, truth again. And number four. Many sites offer exciting lessons, activities, and quizzes for English learners of all ages and levels. You will hear many sites. So, it's true. Many sites, right? Many, not very few. And the last one, number five. Do you want to improve your listening, speaking, and pronunciation? Practice online with native speakers. Choose the sites where you can record your own voice and listen to yourself. So, it's true again. Now, let's move to task 2 of the lesson. Listen again and complete the following sentence by writing no more than 3 words. Chúng ta sẽ tiếp tục với bài tập số 2 của bài học năm nay. Đó là chúng ta sẽ nghe lại và hoàn thành các câu bên dưới bằng cách viết nhưng mà không quá 3 từ. Trước khi nghe thì các em phải nhớ đọc kỹ lại các nội dung của các câu bên dưới để chúng ta nhận ra được cái âm của các từ. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các em trong các việc nghe sắp tới. Are you ready? Now let's listen. Unit 8. Page 31. Skills. Activity 3. Listen again and complete the following sentences by writing no more than 3 words. Well, I guess sometimes you may feel disappointed by your bad grades and get tired of things like books, blackboards, cassettes, and CD players. No worries. I'll show you how to learn English easily and effectively just with your fingertips. Have you heard of triple E? It means easy, effective English. How can learning English be easy but effective? The secret is so simple. Use electronic devices to access and take advantage of online English language materials. There are many good websites on the internet. All you need to do is type some keywords and click on the search engine button. Instantly, you see hundreds of web pages on the screen and open the ones you like. Many sites offer exciting lessons, activities, and quizzes for English learners of all ages and levels. There are pictures, games, and explanations, which are useful for learning vocabulary and grammar. Do you want to improve your listening, speaking, and pronunciation? Practice online with native speakers. Choose the sites where you can record your own voice and listen to yourself. Everything is so fast and convenient. Just one click away. Obviously, technology has made learning English easy and efficient
and increased your chance of success. Let's check the answer. Now, number one. Now, easily and effectively. Let's listen again. No worries. I'll show you how to learn English easily and effectively. Number two. Assess and test. Now. The secret is so simple. Use electronic devices to access and take advantage of online English language materials. Yes. Number three. Learning vocabulary. There are pictures, games, and explanations, which are useful for learning vocabulary and grammar, right? And number four, native speakers. Do you want to improve your listening, speaking, and pronunciation? Practice online with native speakers. And the last one, chance of success. Obviously, technology has made learning English easy and efficient and increased your chance of success. Vậy sau khi nghe bài này thì các em cảm nghĩ gì? Học tiếng Anh với công nghệ hiện đại. Now, what do you think? Studying English with modern technologies, explain your opinions. Ở câu này ứng dụng cả hai phần ha. Cái câu mà em sử dụng để biểu đạt ý nghĩa bằng I think in my opinion gì hồi nãy đó, rồi nói về cái việc học tiếng Anh với các thiết bị hiện đại và giải thích lý do của mình. Ở đây thầy có một cái gợi ý. I think we can use what to. Chúng ta có thể sử dụng cái gì đó để làm điều gì, và giải thích là chúng ta có thể sử dụng một điều gì đó bằng cái anh. Thầy có một cái gợi ý là I think we can use to. I can, moreover I can. Đây là những cái từ gợi ý cho chúng ta để hoàn thành câu. Thầy lấy một ví dụ. Example. I think I can use laptop to access and take advantage of online English materials. I can find many exciting lessons to learn vocabulary and grammar. Moreover, I can choose the size to record my own voice. Đây là ví dụ của thầy. Các em ghi lại ví dụ và đặt thêm một vài câu nữa. Chúng ta đến với phần học bài học cuối cùng hôm nay. Communication and culture. Communication, giao tiếp. Chúng ta sẽ ôn lại cách giao tiếp ở bài listening và bài speaking mà chúng ta vừa mới học. Và phần culture, về văn hóa. Chúng ta sẽ nghiên cứu về văn hóa. Để ôn bài về giao tiếp, communication. Thì trong bài tập thứ nhất, activity 1, pick the following comments on personal electronic devices. Which sound more reasonable? Why? Giờ đọc các cái nhận xét sau đây về các cái thiết bị điện tử cá nhân và cái bên nào nghe có vẻ hợp lý nhất và tại sao. Các em sẽ mô tả ý kiến cá nhân của mình sau khi đọc ra những cái bình luận bên dưới. A. Personal electronic devices can be very distracting to you and to others. You may not be able to concentrate on your study. And if your smartphone rings in class, it will be very annoying and disruptive. Các thiết bị điện tử cá nhân có thể sẽ gây sao nhãng đối với bạn và đối với người khác. Bạn không thể nào tập trung vào việc học của mình được. Nếu mà điện thoại của bạn reo trong lớp thì sẽ rất phiền phức, có phiền toái và gây ngắt quãng. B. Electronics are bad for your eyes, and radiation from electronics would harm your body and cause permanent damage. Cái điện tử thì gây ảnh hưởng xấu đến mắt của bạn càng. Đúng không nào? Bức xạ từ cái điện tử có thể gây ảnh hưởng đến cơ thể và gây cái tổn thương diễn nhiễm.
Sin. Not all students are able to buy personal electronics. They may feel sad and bad about themselves. This might affect their performance at school. Không phải tất cả những học sinh đều có thể mua cái thiết bị điện cho cá nhân. Và chúng nó có thể, họ có thể cảm thấy buồn và tệ hại về bản thân mình. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cái việc học tập ở trường của họ. Vậy theo các em, những ý kiến trên là đúng, hợp lý hay chưa? Thì các em giải thích tại sao bằng cách sử dụng các cụm từ mà hồi nãy thầy đã gửi cho em ở phần speaking. Đó là những từ như là we think, we believe, in my opinion, for me, personally gì đó. Giờ để gửi ra ý kiến của mình. Rồi sau khi một ý kiến và giải thích lý do tại sao thì chúng ta có thể sử dụng những cái cụm từ sau đây để thể hiện sự đồng ý hoặc là không đồng ý. I couldn't agree with you more, thể hiện đồng ý. That's so true, that's for sure. You are absolutely right, absolutely. And that's exactly how I feel, exactly. Còn nếu ta không đồng ý, chúng ta có thể sử dụng các cụm từ I don't think so, no way, I'm a way, I disagree, I totally disagree, I beg to differ, I beg to differ, I say the exact opposite. I say the exact opposite. Not necessarily. That's not always true. Thì đây là những điều mà thầy đồng ý và không đồng ý. Thì sau đây thầy sẽ mời các em xem một đoạn clip ngắn về thuận lợi và khó khăn việc sử dụng các thiết bị điện tử ở trường học. Thì các em tự nêu ý kiến của mình và thể hiện sự đồng ý và hay không đồng ý đối với các cái thuận lợi hay khó khăn đó. Các em đến phần thứ hai trong bài học Communication and Culture, đó là phần culture, văn hóa. Văn hóa thì chúng ta sẽ nói về gì nè? Các em có thể quan sát ở trang số 33 của mấy em. Read the text about the how electronic devices are used among children in the United States and answer the questions that follow. Chúng ta sẽ nghiên cứu về văn hóa sử dụng các thiết bị điện tử trong học sinh ở Mỹ và sau đó chúng ta trả lời các câu hỏi bên dưới. Bài đọc với tiêu đề là Yes, children learning read electronic devices. Bài đọc này cũng tương đối ngắn. Vậy các em trả lời các câu hỏi bên dưới. Number 1. What do children in United States are using electronic devices for? Vậy câu trả lời sẽ là câu D. Number 2. How many US children have used mobile devices before they could speak in fluent sentences? The answer is D, 40%. Right? Number 3. How many the devices have very young children? I say D, promote listening and speaking. Number 4. How many they have older children? The answer is C, thinking, reading, writing and math skills. And the last one. What are two sides children's use of electronic devices? The devices not only can create learning tools, but also cause very bad effects. Vì với những bài thứ nhất và các câu trả lời thì các em đến bài thứ hai, các em sẽ tự nói về cái việc học của học sinh ở đất nước chúng ta trong việc sử dụng smartphone, mobile phone hay electronic devices.
bằng cách sử dụng các câu hỏi bên dưới gợi ý của thầy. How are they when they use electronic devices? How many hours a day do they use electronic devices? Why do their parents allow them to use? What can electronic devices affect children's body? Các em viết lại cái câu hỏi này và ghi lại câu đáp án của mình, sau đó gửi lại cho giáo viên. Và cuối cùng là phần bài tập về nhà của mấy em. Thì các em học lại các từ vựng thầy đã dạy cho các em, sau đó làm lại các bài tập trên viện theo study và làm các bài tập để củng cố. Cuối cùng, xin cảm ơn các em đã chú ý theo dõi bài học hôm nay. Thank you for your watching. Bye.